Hôm nay công ty Thế giới bảo mật sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh đầu in của máy Godex EZ520. Tại sao các bạn cần phải vệ sinh máy? Thì vệ sinh máy cũng là một bước rất quan trọng để các bạn có thể là bảo quản được cái tuổi thọ lâu dài của máy in, tránh việc đầu in bị hư hỏng làm cho cái bản in của mình là không được sắc nét, cũng như là không được như ý muốn của mình bị lỗi những cái phông chữ hoặc gì đó. Thì mình sẽ liệt kê sơ ra một số nguyên nhân có thể dẫn đến là đồ in bị dơ bẩn hoặc là bị hư hỏng. Thì thứ nhất đó là các bạn sử dụng giấy mực không đạt chất lượng. Thì trên giấy mực không đạt chất lượng thì nó sẽ có nhiều tạp chất, dẫn đến là lúc mà ma sát với đồ in thì đồ in sẽ dễ bị xước. Thứ hai là môi trường xung quanh là rất là bụi bặm, nên là các bạn điều quan trọng là các bạn phải vệ sinh đồ in thường xuyên để có thể là bảo quản nó tốt hơn. Thì đó là hai nguyên nhân chính để dẫn tới xước đồ in. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh đầu in. Để vệ sinh đầu in đối với máy này, các bạn cần chuẩn bị một đó là bông gòn, cái này với thứ hai đó là cồn 90 độ. Thì cái này các bạn có thể mua rất dễ ở những quầy thuốc như thế. Đầu tiên các bạn nhớ là phải tắt máy đi, mình đã tắt máy. Thứ hai đó là mở nắp máy in lên, mở luôn cùng đầu đợi in lên. Thì mình chỉ cho các bạn cái đầu in, vị trí của đầu in cần vệ sinh. Đây, các bạn có thể thấy đây là vị trí của đầu in. Có thể thấy đây là cùng đầu in này, đường sân sân này, trên này có một đường bạc bạc này. Thì đây là vị trí điểm đốt của đầu in, nó rất quan trọng. Nên trong các thao tác các bạn tránh để nhận hoặc là những vật cứng sắc nhọn tác động vào nó, làm nó bị trầy xước. Để vệ sinh, các bạn chấm một ít cồn lên bông gòn, chấm một lượng cồn vừa đủ. Rồi tiếp theo, các bạn lau ở đầu in. Các bạn nhớ đó là chỉ lau qua một lần, không trả qua trả lại, và có thể là lật mặt khác để vệ sinh, để lau qua lại. Rồi sau đó mình có thể là sử dụng một cái bông gòn khác để mình vệ sinh tiếp, chứ không được sử dụng bông gòn đó trả qua trả lại nhiều lần đó. Thì lúc nào các bạn thấy là trên cái bao gòn của mình trắng, nghĩa là đầu in đã sạch bụi. Tiếp theo, thêm một cái phần quan trọng là các bạn vệ sinh luôn trục ruler ở dưới. Đây là hai bộ phận tác động trực tiếp cũng như là ma sát trực tiếp với giấy mực. Các bạn để đợi một xí, thì tại vì cồn nó rất là nhân bay, nên đợi một xí cho nó khô, xong rồi các bạn tiến hành lắp giấy mực lại bình thường và có thể tiến hành tiếp tục để in. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách vệ sinh của máy Godex. Thì các bạn có thể thấy là những thao tác với những bước làm là rất là đơn giản, với những dụng cụ rất là phổ biến. Thì cái thời gian mà quan tâm tới thời gian để mà vệ sinh, thì các bạn có thể là in 3 đến 5 cuộn giấy thì các bạn có thể vệ sinh một lần. Hoặc là nếu mà cái thời gian của các bạn in không tới 3 5 cuộn giấy mà thời gian dài, thì trong một tuần các bạn có thể vệ sinh một lần. Hoặc là trước khi đem máy ra in, ví dụ 1 tháng sau hoặc là 2 tháng sau các bạn mới in một lần, thì trước khi mang ra in các bạn nhớ là vệ sinh một lần để được máy sạch bụi, đầu in sạch bụi, không bị ma sát cà lên nên thành ra nó bị xước. Thì mọi thắc mắc hay là cần hỗ trợ thêm, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế giới bảo mật. Xin cảm ơn.